Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiểng Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 2 năm 2023 nha cô chú anh chị. Con lên một lô hoa sấy nha. Tiếp tục hôm nay làm lô 8 cây. 8 cây 8 màu khác nhau luôn. Theo yêu cầu của khách là có 3 màu lửa. Có đốm cam nha. Cái loại này là đốm cam là Signal Orange nha. Có ghép 2 màu lửa là màu đỏ lửa và cam lửa, dưa hấu, chiều tím, lá vàng, hoa tím. Có cây cẩm thạch kép hồng nha các chú anh chị. Cẩm thạch kép hồng giá cực mềm luôn á. Cẩm thạch kép hồng hôm nay cũng, cái cây này nó cũng bị lỗi, con bán chỉ có 200.000 thôi đó. Đấy, cô chú theo dõi nha, chú anh chị mình theo dõi nha. Mình sẽ bắt đầu từ cây số 1. Giá này là giá bao ship nha cô chú anh chị. Giá là đã bao gồm phí ship rồi á. Cho nên cô chú anh chị mình mua hàng là chỉ thanh toán là đúng giá niêm yết thôi nha. Mã số là từng cây nha. Cô chú anh chị mà gọi con thì gọi vào số điện thoại 0358 899 853 để đặt hàng nha. Hoặc là số này con có Zalo luôn. Cô chú anh chị mình muốn xem hình á thì cứ kết bạn Zalo con gửi hình nha. Sẽ bắt đầu từ cây số 1. Cây số 1 này nó bị lũa gốc nha. Đây nè. Cái gốc này nó bị lũa nha. Nhưng mà cái cây thì nó vẫn sống bình thường. Cây này ghép 3 màu lửa. Cây số 1 này hoành 8. Số 1 này con giao lưu cho cô chú anh chị mình 150.000 để cô chú anh chị mình về để lấy giống nha. Đây là tím lửa nè. Tím lửa hay còn gọi là ruby lửa. Cam lửa nè. Đỏ lửa này giờ mới ghép ra sao chưa có hoa nha. Đảm bảo đúng 3 màu lửa luôn. Cây đỏ lửa này cũng đang có nụ nha cô chú anh chị. Đang có nụ nhỏ nè. Đỏ lửa cái đọt nó màu đỏ đỏ. Cây số 1 chỉ 150.000 thôi nha. Cây này bị lỗi gốc nha, cho nên con thanh lý luôn. Giá thanh lý cho cô chú anh chị mình về lấy giống nha. Cái đế cũng khá là đẹp luôn á. Cái đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây phân 3 nhánh nha. Nó bị lỗi gốc ở đây nè. Nhưng mà cây thì đảm bảo, con đảm bảo sống nha. Bảo hành cây 1 tháng cho chú anh chị mình luôn. Mã số 1 150.000 3 màu lửa. Mã số 2 là Orange Snow. Cây này hay còn gọi là đốm cam á nha cô chú anh chị. Cái bộ lá nó rất là đẹp luôn nè. Cái lá đốm nè. Hoa thì hoa màu cam cũng khá là đậm, lúc gần tàn thì nó chuyển hơi chuyển hồng một tí nha. Đây, hoa màu cam nha, hoa màu cam lúc mà tàn á, cái thời gian sau nó tàn thì nó sẽ chuyển hồng nha, tàn tược rất là dày luôn. Cây số 1 này hoành 13 và cao 85. Cây này là con đã sang chậu về của chú anh chị mình cho việc là tưới nước và ngắm hoa thôi. Cây số 1, cây số 2 này con giao lưu với giá là 330.000 con bao ship nha cô chú anh chị. Cái mắt ghép nó đã liền da rồi nha. Đây cái mắt ghép đây. Mắt ghép đã liền da nha cô chú anh chị. Mắt ghép nào nó cũng liền da rồi, cây này nó ghép khá là lâu rồi. Cây này hoành 13 và cao 85. Cây phân 3 nhánh, 3 nhánh chính nè. Thân một cốt đi lên, phân 3 nhánh nha. Cây đốm cam hay còn gọi là Orange Snow nha. Màu lá cũng rất là đẹp, hoa cũng rất là đẹp luôn, rất là nổi bật luôn. Cây số 2 330.000 con bao ship. Tới cây số 3 nha. Cây số 3 con ghép này 2 màu đỏ lửa và cam lửa. Ghép chung. Rất là rực hoa luôn nè. Hoa này là toàn bộ là hoa mới nha. Bữa có một cây là nó hoa nó hơi tàn cho nên nó xuống mèo nha. Còn hoa này hoa mới rất là tươi luôn nha chú anh chị. Đây cam lửa nha. Cam lửa màu cũng khá là tươi. Cam lửa và đỏ lửa ghép chung. Cây này thân một cốt nè. Cái đế nè. Cây này hoành 11 và cao 85. Cây số 3 này con giao lưu với giá là 350.000 con bao ship. Một cây 2 màu. Nó có một cái rễ, có hai cái rễ chứ, một cái rễ nhỏ bên đây nữa. Phần nhánh nè, Phần một cốt lên khoảng gàn tài phần nhánh, phần 3 nhánh nha. Nếu mà cây nào mà nhiều hoa quá là mình ship xa, là mình có thể ruộng hoa, mình chơi hoa đợt sau nha cô chú anh chị. Còn mà cây thì con vẫn đảm bảo con bảo hành cây 1 tháng cho chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình chứ trồng mà đúng cách của con là cây hoa giấy nó không bao giờ chết. Tỷ lệ chết của nó là chỉ là 1% thôi. Hoa giấy rất là dễ sống. Mình về cây nào mà chưa sang chậu thì cô chú anh chị mình cứ sang chậu để trong mát vài ngày, đem ra nắng bình thường là nó sẽ bung đọt bình thường nha cô chú anh chị. Lưu ý là cái thời gian mới là mình không sử dụng phân nha. Có sử dụng là chỉ sử dụng phân hữu cơ thôi. Tiếp tục cây số 4 là một cây dưa hấu đang hoa nha chú anh chị. Dưa hấu nè. Cái màu hoa này là cái màu hoa gần tàn nha. Nó cũng rất là ngọt ngào, màu hồng rất là ngọt ngào. Còn mới nở là nó nở như cái trái dưa hấu mình cắt ra, cái màu nó còn ngọt hơn nữa. Cái này là hoa nó gần tàn, nó đậm màu lên. Một cây dưa hấu tàn rất là dày luôn. Cái bo này là mình về ghép khá là ok nha. Đây, bo này về ghép khá là ok, rất là dài và già nha cô chú anh chị. Cây số 4 này cái đế cực đẹp luôn. Cây số 4 này hoành 14 và cao 75. Con giao lưu với giá là 390.000 con bao ship nha. Giá này là giá đã bao ship nha cô chú anh chị. Đây cái đế cây số 4 nha. Đế rất là đẹp, cái rễ rất là đẹp. Phân 2 nhánh đi lên nha. Cái đế nó nè. Đế là đế tự nhiên mà đế Mỹ á, nhìn nó rất là ưa nhìn. Đế rất là đẹp luôn. Cây số 4 này còn giao lưu với giá là 390.000 một cây dưa hấu. Nè, dưa hấu nè. Cái giống cũng khá là mới nha cô chú anh chị. Mới mà bo dài như thế này mình về lấy bo cũng khá là ok nha. Bo nó khá là già luôn nha. Dưa hấu cực kỳ, màu cực kỳ ngọt luôn. Tới cây số 5 nha. Cây số 5 này là một cây chiều tím, lá vàng, hoa tím nha cô chú anh chị. Cái lá nó hơi già thì nó sẽ chuyển xanh để nó có dịp lục nuôi cây nha. Còn lá non là nó sẽ là màu vàng hực luôn, màu vàng rất là sáng. Hoa là hoa màu tím nha cô chú anh chị. Nó rất là nổi bật trên cái nền lá vàng. Cây số 5 này hoành 15,5 và cao 60. Cây số 5 này con giao lưu với giá là 350.000 con bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây đế cây số 5 nè. Dáng bay luôn nè. Rất là ra dáng luôn. Cây đế cây số 5 nha. Hoa thì này là chơi, hoa này là chơi một đợt Tết rồi đó. Về mình có thể cắt tàn nha. Cái bo này cũng khá là già nha cô chú anh chị. Mình về mình có thể cắt tàn từ cái dấu cắt cũ của con nè. Mình cắt từ ra khoảng là 3 mắt lá là ok. Cắt tàn nha, lại cho nó cái cây nó sum xê hơn. Hiện thì cái cây nó cũng sum xê rồi, nhưng mình cắt tàn cái cây nó sẽ sum xê hơn nha. Cây số 5 này 350 con bao ship nha. Con sẽ đảm bảo là con ràng bo rất là kỹ cho cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Cây số 6 là một cây cẩm thạch kép hồng. Nhìn lá thôi là đã ghiền rồi đó. Hoa thì hoa cánh kép nha cô chú anh chị. Hoa màu hồng cánh kép. Lá thì trên cái nền lá cẩm thạch. Trắng rất là sáng màu. Cây số 6 này hoành 15,5 và cao 50. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình là 200.000 con bao ship. Cây này nếu mà cô chú anh chị mình chốt là con phơi một vài bữa con mới gửi đi nha. Tại vì cái cây nó hơi nặng. Cây này phân 3 nhánh nè. Lưu ý là cây này nó bị lũa gốc ở chỗ này. Có một cái rễ nó bị lũa nha. Cái này về của chú anh chị mình lấy giống là khá ok nha chú anh chị. Có một rễ này bị lũa, còn một rễ này bên đây thì nó sống bình thường nha. Cái này con để rẻ cho chú anh chị mình lấy giống nha. Đây. Cây số 6 chỉ 200.000 thôi. Cây số 7 nha. Cây số 7 là một cây cẩm thạch tím tuyết. Hoa này nó gần tàn nha quý anh chị. Mình về có thể vặt hoa này bỏ mình chơi đợt hoa sau nha. Vì cây này cái gốc rất là đẹp nên quay luôn. Cây này hoành 20 và cao 65. Cẩm thạch tím tuyết. Đế rất là đẹp luôn. Cây số 7 này con giao lưu với giá là 370.000, con bao ship cho chú anh chị mình luôn nha. Một cây cái đế rất là đẹp luôn. Cây này hoành tới 20 luôn á. Cẩm thạch tím tuyết. Đây cái đế của cây này đây. Đế rất là ưa nhìn. Phân 3 nhánh nha. Quay xa cho chú anh chị mình xem nha. Cây số 7 370.000, cây cẩm thạch tím tuyết. Dòng này cực kỳ xuyên hoa nha chú anh chị. Lá là lá cẩm thạch luôn. Đây lá cẩm thạch nè. Dòng này rất là xuyên hoa. Đế cực đẹp luôn, đế vip luôn á. Qua cây số 8 nha chú anh chị. Cây số 8 là một cây cẩm thạch tím lá nhỏ siêu bông. Này là tím Huế, tím đậm á. Màu tím rất là đậm nha. Đậm màu. Cẩm thạch tím Huế lá nhỏ siêu hoa. Cây số 8 này hoành 12,5 và cao 75. Cây này con giao lưu với giá là 320.000, con bao ship cho chú anh chị mình luôn. Một cây một cốt. Một cây cẩm thạch tím một cốt luôn nha. Nó có hai cái rễ chính nha. Tàn nó cũng khá là dày nha chú anh chị. Mình về mình có thể cuôn tàn lại một lần nữa nha. Cây đang hoa như thế này. Cây số 8 320.000, con bao ship mã số 8 nha. Hôm nay con có 8 cây. Cô chú anh chị mà ưng cây nào thì cứ alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con.